Các bạn thân mến, quay trở lại cùng với các bạn ở trong buổi tối ngày hôm nay trong chuyên mục Đọc Thơ Cho Nhau Nghe. Chị sẽ dành tặng cho các bạn một bài thơ có vẻ là khá quen thuộc với các em rồi, nhưng mà các em vẫn thắc mắc không biết bài thơ này là của ai. Bài thơ được mang tên là Em Bảo Anh Đi Đi của nhà thơ Pushkin, Đại Thi Hảo Nga các em nhé. Bài thơ như thế này: Em bảo anh đi đi, xanh không dừng lại. Em bảo anh đừng đợi, xanh vội về ngay. Lời nói gió thoảng bay, đôi mắt huyền đẫm lệ. Sao mà anh dại thế, không nhìn vào mắt em? Sao mà anh dại thế, không nhìn vào mắt em? Không nhìn vào mắt sâu, không nhìn vào mắt sầu. Những chuyện buồn qua đi, xin anh không nhắc lại. Em ngu khờ vụng dại, anh mơ mộng viển vông. Đời sống nghiệt ngã không, cho chúng mình ấm mộng. Thì thôi xin gửi sóng, đưa tình về cuối sông. Thì thôi xin gửi sóng, đưa tình về cuối sông. Đưa tình về với mộng, đưa tình vào cõi không. Các bạn thân mến, đây là một cái đoạn thơ mà chị rất là hay trích dẫn ra khi phân tích về bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh, bài thơ Em Bảo Anh Đi Đi của nhà thơ Pushkin. Hy vọng là các em cảm thấy những cảm xúc ở trong bài thơ này, có thể cảm nhận được những cảm xúc ở trong bài thơ này. Và chúc các bạn nhỏ của chị sẽ có một buổi tối thật dịu dàng, hạnh phúc và ấm áp các em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở trong những clip tiếp theo. Bye bye!